Bạn đi có việc xíu.
Thư cho về đó nha. Uống rồi thôi chứ sao lại đổ đi thế. Thư đó nha. Có cái lưỡi làm sạch nó bỏ lên rồi, bếp lưỡi bỏ con với xong rồi tí lên bếp mua cái canh ăn cơm nhá. Mẹ bỏ cái lưỡi này